Ở một xã hội phát triển như hiện nay, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử ngày càng được trở nên phổ biến. Chúng ta có thể khẳng định rằng các thiết bị điện tử di động đang là một xu hướng mới của giới trẻ và ngày càng được tiếp cận bởi giới trẻ. Các bạn trẻ thường dùng mạng xã hội, thiết bị điện tử để truy cập vào các mạng xã hội hay trò chơi online với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng liệu tất cả đều có bổ ích hay không? Mạng xã hội hiện nay chính xác là một con dao hai lưỡi, nhưng phần lớn mọi người đều chưa biết rằng con dao này đang ngày càng sắc bén hơn. Mạng xã hội nếu chúng ta xài một nguồn năng lượng tích cực thì cực kỳ bổ ích. Ta có thể thấy rất nhiều chương trình ứng dụng đang giúp chúng ta học hỏi hay tìm hiểu thế giới xung quanh nhiều hơn. Nhưng chúng ta xài với một nguồn năng lượng tiêu cực thì có thể dẫn đến với ta là những nội dung đen tối hay tệ nạn xã hội, thông tin lừa đảo lôi kéo người khác vào con đường tệ nạn. Một trong số đó phần lớn là trẻ em, trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Ở Việt Nam ta không khó để có thể thấy giới trẻ hiện nay đang có hiện tượng cuồng mạng xã hội. Khi ăn cơm, các cha mẹ ở Việt Nam thường lạm dụng mạng xã hội để con mình ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng họ đâu có biết rằng những suy nghĩ ấy đã đưa con họ vào một thế giới ảo không lối thoát. Mạng xã hội đã biến một con người từ hiền lành, trong sáng dần bị mất đi những ưu điểm đó, thay vào đó là những tính cách hung dữ, nóng nảy hơn và cả thể chất ngày càng bị hao mòn. Hiện nay chúng ta cần đề ra những biện pháp để tránh tình trạng mạng xã hội sẽ làm thay đổi cả một con người. Ta cần phải chặt chẽ trong việc quản lý mạng xã hội, cần phải tuyên truyền giáo dục về việc sử dụng mạng xã hội thế nào là đúng. Một điều quan trọng khác là ta cần phải xây dựng, phát triển một tổ chức an ninh mạng ngày càng chặt chẽ hơn, đối phó được với các thông tin hình ảnh mang tính tiêu cực. Đặc biệt nguy hiểm chính là hình ảnh mại dâm, khiêu dâm cực kỳ nhạy cảm. Bên cạnh đó, một biện pháp không thể bỏ qua chính là phải tạo ra một môi trường lành mạnh, không được phụ thuộc vào mạng xã hội. Ở các trường học, phải đưa các bài giảng giáo dục học sinh không được lạm dụng game có tính bạo lực hay một xã hội hoặc hay là một mạng xã hội tiêu cực. Chúng ta hãy để mạng xã hội phục vụ con người và đừng để bao giờ con người phải phụ thuộc vào nó. Hiện nay tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tràn lan. Ta hãy tỉnh táo trước những tin nhắn, số điện thoại không xác định vì có thể đó là những cái bẫy khiến ta có thể mất những thông tin quan trọng như tài khoản ngân hàng chẳng hạn. Một vấn đề khác là không phải gia đình nào hiện nay cũng có những thiết bị điện tử riêng cho con em của mình, nên nhiều bạn trẻ đã tới những tiệm internet để truy cập vào mạng xã hội cá nhân bằng máy công cộng. Điều này cần hạn chế vì các kẻ gian có thể truy cập vào mạng xã hội của chúng ta với mục đích bôi nhọ danh dự, đăng tải các nội dung đen tối làm ảnh hưởng đến nhân phẩm của chúng ta. Nếu khi ta sử dụng mạng xã hội, khi thấy một đường link video muốn tải xuống thì hãy tỉnh táo xem đó có phải là một đường dây đen tối hay không. Đặc biệt khi sử dụng mạng xã hội, tuyệt đối không được tạo các tài khoản giả danh người khác nhằm ý bôi nhọ nhân phẩm người khác. Ở một bộ phận giới trẻ Việt Nam vì tính tò mò mà đã tìm tới những trang web ứng dụng 18 cộng nhưng khai dối tuổi của mình nên đã đưa bản thân vào một môi trường không phù hợp. Muốn có một môi trường lành mạnh trên mạng xã hội thì ta cần phải tích cực hơn nữa trong việc ngăn chặn các hành vi lôi kéo dụ dỗ người khác vào con đường tệ nạn bằng cách có thể xóa link comment có tính lôi kéo dụ dỗ người khác đến với tệ nạn xã hội, hay có thể báo cho bên cung cấp dịch vụ để có thể ngăn chặn kịp thời. Khi không sử dụng một ứng dụng tài khoản, tránh trường hợp người khác có thể vào được tài khoản của mình, hãy cảnh giác sử dụng mật khẩu cho các tài khoản để có thể bảo vệ được thông tin cá nhân. Ta luôn biết rằng muốn có một xã hội, một đất nước phát triển, yếu tố hàng đầu chính là nhân dân có một ý thức văn minh, đạo đức, và một trong vô số điều cần được giải quyết thì mạng xã hội hiện nay chính là một vấn đề cực kỳ nhức nhối.